một xe khác đi. Dạo này hả? Màu xe này nó xui xẻo quá, em làm ăn không có được gì hết. Đây anh có cuốn Calolo nè, em thích màu nào chọn màu đó, anh dán cho em. Bên anh có nhiều màu quá à. Anh thấy màu này có được không? Hay màu này? Nó tùy sở thích của em hay phong thủy của em mà, em thích là anh dán cho em thôi. Hay anh lựa cho em đi, cái màu nào mà cho cuộc đời em nó nở hoa á, nó sáng sủa lên. Màu nào hả? Thôi, thôi được rồi. Đây, màu này được không? Cái màu trắng satin này nè, hiện bây giờ được nhiều người ưa chuộng nhất. Nếu mà anh dán lên xe cho em á, chắc chắn với một điều là hào quang được gỡ xung quanh em luôn. Ok anh, vậy anh dán cái màu này đi. Nhưng mà em muốn á, loại keo của em á là phải xịn nhất, cao cấp nhất em mới chịu. Chị có gì em gái? Cao cấp nhất, xịn nhất hả? Đó là với tiệm khác thôi, còn ở tiệm anh á 1 phút 30 giây em thích là được. Anh làm cho em loại keo nhập khẩu thôi. Ok anh, em tin tưởng anh. Ok, đợi anh xíu. Có liền cho em luôn. Cũng hơi vất vả đó. Anh thấy ok không? Ok đó anh. Rồi thực hiện nha. Wow, xe đẹp thiệt đó anh. Em thấy cuộc đời nó sáng sủa hơn rồi đó. Chứ sao, anh dán cho em cái màu này á, đi ngoài đường á là xung quanh em hào quang rực rỡ liền. Thấy ưng cái bụng em chưa? Quá ưng luôn anh. Rồi, cảm ơn em đã tin tưởng với anh nha. Lần sau có gì ghé màu anh.